apocalypse. Cuối cùng thì team anh sẽ được phần thắng. Cảm xúc vốn im lặng giờ lại không thể cầm. Anh hãy đưa em vào trong tầm ngắm, vì người phụ nữ đẹp là anh luôn để tâm. Em làm cảm xúc này không thể ẩn nấp, vì anh đẹp hơn tất cả những bộ phim anh từng xem. Karina. We'll be right back.